Tiếp theo là chúng ta nghiên cứu đến phần ếch. Phương thức ếch này giúp chúng ta in ra các cái đối tượng là tập hợp. Thực sự phương thức ếch này nó giống như vòng lập for hoặc while mà chúng ta đã được học ở trong phần căn bản của JavaScript. Nhưng lúc này jQuery xây dựng riêng một phương thức cho vòng lập. Bây giờ chúng ta sẽ xem cú pháp của phương thức này. Chúng ta CSS ví dụ này lại thành ví dụ số 2. Đấy. Chúng ta xóa bỏ phần ở giữa này đi. Tiếp đó tôi đưa vào đây cái cú pháp của nó. Tôi sẽ enter xuống dòng để dễ thấy. Đây là cú pháp của cái phương thức ếch. Nó bao gồm có hai tham số. Tham số thứ nhất là một tập hợp. Tham số thứ hai là một hàm. Khi các bạn nhìn thấy chữ callback thì các bạn phải nghĩ đến đó là một cái hàm nào đó mà chúng ta sẽ đưa vào. Trong hàm này thì có hai phần. Thứ nhất là index in array. Thứ hai là value of element. Ví dụ nếu chúng ta có một mảng như sau và array bằng 1, 2, 3, 4. Thì lúc này nếu chúng ta muốn sử dụng phương thức ếch để in ra, chúng ta sẽ đưa cái mảng này vào trong cái tham số thứ nhất và index in array sẽ tương ứng với chỉ số của các thành phần trong mảng này. Chỉ số của 1 là 0, chỉ số của 2 là 1. Vậy thì nó sẽ tương ứng với giá trị đó. Value of element. Value of element ở đây có nghĩa là giá trị của cái phần tử. Vậy thì giá trị của chúng ta sẽ tương ứng với chỉ số 0, chúng ta sẽ là 1. Chỉ số 1, chúng ta sẽ là 2. Bây giờ chúng ta hãy thử in ra cái mạng này bằng phương thức ếch của chúng ta. Chúng ta ghi như sau. Chúng ta đưa vào tham số thứ nhất cái mảng array. Tiếp đó là một cái hàm. Vậy chúng ta đặt là function mở ngoặc ra. Lúc này chúng ta có thể là để luôn cái giá trị index in array hoặc value of element. Thì chúng ta có thể dùng những cái ký hiệu khác. Ví dụ như index thì tôi sử dụng là y. Value tôi sử dụng là val. Chúng ta đóng nó lại. Vậy là chúng ta đã thực hiện xong cái cú pháp của phương thức for. Bây giờ chúng ta hãy thử in ra các cái giá trị y và va này. Chúng ta sẽ viết như sau. console.log mở ngoặc. Chúng ta in ra chỉ số y. Tiếp đó chúng ta sẽ in ra giá trị tương ứng với chỉ số đó. Bây giờ chúng ta sẽ truy cập vào ví dụ số 2 để chúng ta xem. Chúng ta bấm process. Thì các bạn đã nhìn thấy chúng ta in ra được cái mạng của chúng ta. Chúng ta nhấn vào một dòng lệnh để chúng ta xem. Thì các bạn thấy ở đây nó tương ứng với 1 sẽ tương ứng với y và 2 sẽ tương ứng với va. Vậy là các bạn nhìn thấy cái phương thức ếch này nó không khác gì vòng lập for. Nhưng có điều là cách viết của nó thì nó ngắn gọn hơn khi chúng ta sử dụng for. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng phương thức ếch để in ra một đối tượng chứ không phải là một mạng nữa. Vậy lúc này ví dụ tôi có một cái đối tượng như sau và object. Nó là một cuốn sách. Vậy thì chúng ta phải viết cuốn sách như sau. Ở đây của chúng ta là title. Ví dụ chúng ta đặt tên nó là jQuery. Tiếp đó là author. Tiếp đó là số trang. Vậy thì lúc này chúng ta có thể sử dụng cái phương thức ếch này để in ra những cái thuộc tính cũng như giá trị của thuộc tính trong đối tượng này. Để dễ thấy hơn thì tôi sẽ copy phần này đem xuống dưới. Tôi đóng phần ở phía trên lại để các bạn có thể xem lại được ví dụ trước. Lúc này chúng ta sẽ thế object vào tham số thứ nhất.
Chúng ta vẫn có thể để giá trị y và va đây cũng được. Lúc này y sẽ tương ứng với các thuộc tính và sẽ tương ứng với các giá trị. Và bây giờ chúng ta hãy chạy từ ví dụ số 2 để chúng ta xem. Chúng ta refresh và bấm reset. Thì các bạn đã nhìn thấy chúng ta đã in ra được thông tin của cái đối tượng rất là dễ dàng. Tiếp theo chúng ta sẽ xem một cái ví dụ về cái phương thức ảnh này. Chúng ta sẽ CSS nó lại thành ví dụ số 3. Lúc này tôi sẽ tạo ra một cái box ảo. Và trong box A của tôi sẽ có tập hợp các thể div. Ví dụ như div 1 HTML. Lúc này thể div trong box A sẽ được gắn một cái thuộc tính last. Và last này tôi sẽ gắn cho nó một phần đó là item. Tiếp theo tôi sẽ copy xuống 3 phần tử nữa. Tôi sẽ chỉnh lại giá trị của nó. Bây giờ tôi sẽ khai báo cái last item này. Tôi sẽ ghi như sau. Chấm item. Tôi sẽ cho nó một cái border. Border solid 1px. Màu sắc là màu xám. Tiếp đó, tôi sẽ cho nó phần padding để nó cắt các cái phần tử ở phía trong của thẻ div đó ra một cái khoảng 3px. Tiếp theo là các cái thẻ div đó nằm liên tục với nhau, vì vậy tôi sẽ cho phần dưới đáy của các thẻ div sẽ cắt cái đối tượng kế tiếp là một khoảng 5 pixel. Vậy chúng ta ghi là margin bottom bằng 5px. Giờ chúng ta sẽ truy cập vào ví dụ số 3 để chúng ta xem. Thì các bạn đã nhìn thấy cái box A của chúng ta và các cái phần tử nằm phía trong nó. Lúc này tôi muốn khi tôi bấm reset thì các cái phần ở phía trong sẽ có những cái màu đan xen lẫn nhau. Ví dụ màu xanh, đỏ. Cái phần này chúng ta đã từng làm ở JavaScript rồi. Bây giờ chúng ta hãy thử làm ở Siri xem nó có ngắn gọn hơn ở bên JavaScript hay không. Lúc này tôi cần tạo ra hai cái lát, một cái lát là background 01 có màu vàng, và chúng ta sẽ tạo ra một cái lát khác background 02. Trong background 02 thì chúng ta cũng có thuộc tính background color, và chúng ta chọn một cái màu sao cho nó phù hợp. Tôi sẽ chọn một màu xanh lợt. Tiếp đó tôi sẽ sử dụng cái phương thức add này để tôi đưa các cái add đó vào trong các thẻ div của cái box A. Vậy thì lúc này tôi sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên tôi phải lấy được cái tập hợp những thẻ div này. Để lấy được tập hợp những thẻ div này, chúng ta sẽ đặt một biến và element bằng query. Đầu tiên sẽ là thăng box A. Tiếp đó là chúng ta lấy những cái thẻ div ở trong cái box A này. Vậy thì chúng ta ghi là div. Vậy là chúng ta đã có được tập hợp những thẻ div trong box A. Để thấy được tập hợp này thì chúng ta hãy in ra console.log mở ngoặc. Chúng ta đưa element vào. Chúng ta đóng tạm cái phương thức add lại. Bây giờ chúng ta hãy refresh. Bấm reset. Thì các bạn nhìn thấy ở đây của chúng ta là một tập hợp. À, chúng ta nhấn vào thì các bạn nhìn thấy các phần từ 0 cho đến 3 đó là những cái thẻ div nằm trong box A của chúng ta. Sau khi có tập hợp rồi thì chúng ta hãy bỏ cái tập hợp này vào trong phương thức add để chúng ta in ra. Lúc này chúng ta đưa giá trị element vào tham số thứ nhất.
Y và va chúng ta vẫn giữ nguyên. Sau đó chúng ta hãy chạy thử xem thế nào. Chúng ta tùy phép lại ví dụ số 3 và bấm reset. Thì các bạn thấy phần tử 0 là một cái HTML div element. Nếu nó là một phần tử HTML, chúng ta có thể đưa cái thuộc tính last vào cho nó. Vậy chúng ta đưa thuộc tính last vào phần tử HTML cách sau. Chúng ta ghi a.last. Đó chúng ta đưa thử cái phần background 02 này vào để xem có được hay không. Các bạn thử nghĩ xem dòng lệnh này có chạy được như chúng ta mong muốn hay không. Điều chúng ta mong muốn là khi chạy cái phương thức này xong thì tất cả các thẻ div ở dưới đây sẽ được đưa thêm cái last background 02 vào. Chúng ta hãy thử xem điều này có thực hiện được hay không. Chúng ta hãy refresh lại ví dụ số 3 và bấm reset. Các bạn nhìn thấy chúng ta nhận được một thông báo. Cái đối tượng này thì không có phương thức atlas. Cái đối tượng của chúng ta đó là HTML div element. Thì chính xác, với đối tượng HTML div element nó không có phương thức atlas. Phương thức atlas này nó là một phương thức của jQuery. Các bạn muốn sử dụng nó thì các bạn phải đưa cái đối tượng HTML này vào trong cái hàm jQuery của chúng ta. Vậy thì chúng ta viết như sau. Đô là mở ngoặc à. Sau đó chúng ta mới có thể sử dụng được phương thức atlas. Bây giờ chúng ta hãy refresh lại để chúng ta xem. Chúng ta bấm reset. Các bạn đã nhìn thấy các phần tử của chúng ta đã đổi màu. Vậy đây là một kinh nghiệm cho các bạn. Các bạn có một phần tử HTML và các bạn muốn sử dụng các phương thức của jQuery thì bạn hãy đưa cái phần tử HTML đó vào trong phương thức jQuery. Sau đó chúng ta mới sử dụng các phương thức khác của jQuery. Lúc này tôi muốn màu sắc của các thẻ div nó sẽ là đan xen với nhau. Vậy thì tôi sẽ thực hiện như sau. If nếu y phần trăm này bằng 0, tôi sẽ sử dụng background 2. L trong trường hợp ngược lại, tôi sẽ sử dụng background 1. Bây giờ chúng ta hãy refresh và bấm thử. Các bạn đã nhìn thấy chúng ta đã đổi màu các phần tử div cho mẫu A. Và đoạn mã để chúng ta thực hiện được điều đó rất là ngắn. Nếu các bạn muốn đoạn mã của chúng ta ngắn hơn nữa thì chúng ta có thể thực hiện như sau. Lúc này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tối ưu. Chúng ta CLS lại thành x01. Lúc này element của chúng ta được gán vào đây, vậy thì chúng ta sẽ không cần tạo ra cái phần element nữa mà chúng ta đưa thẳng cái phần box a div vào đây. Chúng ta xóa nó đi. Vậy chúng ta đã giảm được một dòng. Tiếp đó ở phần này thì chúng ta cũng nên làm cho nó giảm số dòng đi. Chúng ta sẽ viết như sau. Y phần trăm này bằng 0. Có đúng hay không? Nếu nó đúng thì thực hiện điều này. 2 chấm. Tiếp đó nếu nó không đúng thì thực hiện điều này. Sau đó chúng ta bôi phần này đi. Vậy là chúng ta giảm được thêm 3 dòng nữa. Bây giờ chúng ta hãy chạy thử cái ví dụ 301 này của chúng ta. Chúng ta truy cập vào đây. Chúng ta bấm reset. Các bạn thấy chúng ta vẫn được kết quả giống ví dụ số 3. Nhưng lúc này mã nguồn của chúng ta ngắn gọn hơn. Thực sự, đối với jQuery, ta viết tường minh, có nghĩa là chúng ta viết theo cái cách
của ví dụ số 3 cũng được, hoặc chúng ta viết theo cách của ví dụ số 1 cũng được. Nếu các bạn viết để sau này có thể chỉnh sửa lại một cách dễ dàng, thì chúng ta nên viết theo cách của ví dụ số 3. Còn nếu bạn muốn cho người khác đọc vào mã nguồn của chúng ta không hiểu được, thì các bạn cần viết theo cách này. Lúc này thực sự khi nhìn vào phần này, nếu người đó không vững jQuery, JavaScript, thì chắc chắn người đó sẽ không hiểu các bạn đang viết cái điều gì ở trong cái đoạn mã này. Vì vậy, đây cũng là một cách để giấu code jQuery của các bạn. Nhưng tôi khuyên các bạn nên chuẩn bị sẵn một cái file như thế này, có nghĩa là viết theo kiểu tự mình, để sau này chúng ta đọc lại, chúng ta còn biết cách sửa. Tại vì một cái đoạn mã dài cả ngàn dòng, nếu chúng ta bỏ đi một thời gian, chúng ta nhìn lại mà không có ghi chú, không có viết tường mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ khó mà sửa được. Và khi sửa, chúng ta sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Vậy là chúng ta đã hiểu được cái phương thức X của jQuery.